Con chào cô chú nghe, con là Thắng ở Chợ Lách Bến Tre. Ngày hôm nay con sẽ quay chia sẻ cô chú một số cây cảnh và cây kiểng hiện tại bên con đang có và sẽ giao lưu với cô chú. Trước khung hình của cô chú đây là một cụ mai chiếu thủy. Này gọi là cụ rồi cô chú ơi. To. Gốc thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Con sẽ đo thử cái hoành của cây này có bao nhiêu ha. À dạ. Tôi sẽ áp dưới luôn cho chúng ta xem nè. Quanh 123. Quá trời bự luôn. Ở chiều cao của nó. Sẽ quay chiều cao nha. Chiều cao. Chiều cao nó chắc khoảng 7 mấy á cô chú, cỡ 73, 73 74 gì đó. Còn cái vòng ôm này thì chắc tầm khoảng 2 mét nha, cái hoành. Thì quay tổng thể cô chú sát cái gốc nè. Ở này thì hơn 100 năm rồi. Mai chiếu thủy ở Chợ Lách Bến Tre luôn. Cây này thì không phải nói độc nhất vô nhị, nhưng mà cũng nếu mà chúng ta giao lưu cây này, mình đem về nhà mình chơi, thì thật sự là rất là khó tìm đối thủ. Chứ không dám nói có 1 không 2 ha. Quay tổng thể cho cô chú ta xem về cái phần gốc. Đây. Rất là đẹp luôn. Cỏ mọc quá trời luôn rồi, hơn 100 năm rồi mà. Đó. Gốc đây cô chú, mình nhìn sâu vào bên trong ha. Rồi, mai chiếu thủy, hoành 123. Hơn 100 tuổi. Đó cây đầu tiên thôi. À, tiếp theo con sẽ giao lưu cô chú là một cây bông này là bông giấy. Bông giấy Mỹ Hồng, màu tốt, liền thân. Cái này thì được sửa hầu như là hoàn thiện rồi. Con sẽ đo cái hoành đế cho cô chúng ta xem luôn nha. Đó này sát luôn rồi. Sẽ đo sát cho cô chúng ta xem luôn. Cái này nó khoảng 100 á. Khoảng 100 á, 101 á. 101 trên ốm. Quay cô chú chi tiết. Chiều cao từ ở dưới đế lên nó tầm khoảng... đứng lên đây luôn, không biết có bể cái chậu không nữa. Để cái chậu là ăn cho hết luôn nha. Nó khoảng 1m4 đó cô chú ơi. Từ gốc đi lên. Chiều cao khoảng 1m4. Gốc thì 100, 101. Đó, cô chú ta nhìn ha. Tổng thể. Quay chi tiết cô chú xem cái gốc luôn. Cận nè. Phải quay cận cô chú ta xem. Cái gốc nu xù cái hình dạng này nó cũng quái ha cô chú. Này giống như cái củ mì, củ gì á. Nguyên một củ luôn. À. Đó, tổng thể hầu như là sửa hoàn thiện rồi. Mình ngắm nghía đi cô chú. Rồi ngoài cây này thì cũng giao lưu một số cây mai. Ở đây một cây mai nữa. À, mai vàng nha cô chú. Quay tổng thể ha. Ở đây cũng một cây nữa. Bên này. Mai này là mai tàn hết nha cô chú. Mai tàn, vàng. Hoành thì chắc khoảng 50 hoành thôi. Cây nhỏ. Thấy cây này thì con quay sương sương cô chú coi. Cô chú nào nhu cầu thì con quay kỹ hơn. Như cây này á, thì giá trị nó cao hơn cây con vừa đi qua. Do nó có nu xù. Nu xù bên trong đây. À, mình thấy nu xù nó nè. Bên này một cây nữa. Thì con quay chia sẻ cô chú đầu tiên là cây mai chiếu thủy hơn 100 tuổi. Thứ hai là cây bông giấy Mỹ Hồng, gốc cũng đẹp ha. Và một số cây mai tương đối nó cũng vừa thôi, vừa túi tiền với mình. Thì cô chú nào có nhu cầu mà chơi về cây kiển, cây cảnh cần giao lưu, nhu cầu như thế nào đó mình nhắn cho con ở số điện thoại 0909 225633. Thì con sẽ tìm cho mình theo nhu cầu. Hoặc là những cái cây mà con hiện tại á, bên con có, mình có thể vào mình xem để giao lưu với con. Thì giá thì hữu nghị yêu thương với cô chú ta thôi. Con là Thắng ở Chợ Lách Bến Tre, cây giống Tâm Phúc ha. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Chúc cô chú thành công và phát tài. Dạ con cảm ơn.